Mẹ có lỗi với ba vì không biết dạy con. Thời gian qua con làm gì chứ hả? Nếu con học hành tử tế thì đã giúp được ba trong công việc. Ở công ty đó ba có một mình xử lý mọi chuyện, tới người để nói chuyện cũng không có. Ông ấy không xảy ra chuyện mới là lạ đó. Giờ là lúc nào rồi mẹ còn nói giùm cho ông ấy? Sự thật là gì? Có chắc ba bị hãm hại không? Ông ấy đã làm những gì bên ngoài mẹ có biết không? Con... Mẹ, mẹ, là do con không nói nữa là được chứ gì. Giờ con đi dọn đồ nè. Chút nữa hai mẹ con mình sẽ nói chuyện này sao? Biết đi đâu bây giờ? Chào giám đốc. Chào giám đốc. Chào giám đốc. Ông cổ, tôi xin lỗi, thật ngại quá. Trước cửa tòa án có nhiều phóng viên nên tôi về trễ một chút. Nè, mời ông ngồi. Ông đừng khách sáo. Mời ngồi, mời ngồi. Tôi cũng chờ ông không lâu. Trước ân thành ra như vậy là đúng hay sai, pháp luật cũng đã đưa ra phán quyết rồi, chúng ta không bàn chuyện này nữa. Mấy năm nay tất cả những việc mà ông ấy làm vì tôi và Khang Vinh, không thể vì sai lầm này mà mất hết. Tuy nhiên, sự thật thì vẫn là sự thật. Thời đại của ông Giang đã qua rồi. Khang Vinh không thể một ngày không chủ. Mấy người chúng tôi đã mở một cuộc họp, cứ theo trình tự lúc trước, ông sẽ đảm nhận chức tổng giám đốc của Khang Vinh. Thế nào, có vấn đề gì không? Ông Phan à, tôi biết mấy năm nay ông luôn muốn thăng chức, nhưng trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Có ông Giang ở đây, ông mãi mãi chỉ có thể ngồi ở cái ghế thứ hai. Huân hồ, ở giữa còn có một Bành Tiệp. Không giấu gì ông, mấy ông già chúng tôi đều không thích cách của ông Giang nâng đỡ cho Mạnh Tiệp. Bây giờ thì mọi việc đã sáng tỏ rồi, bọn họ cấu kết với nhau. Ông Phan à, những tháng ngày không có ông Giang, tôi thấy ông đã làm rất tốt. Mặc dù khó khăn vẫn chưa hoàn toàn qua đi, nhưng dựa vào năng lực và địa vị của ông, sau một khoảng thời gian không lâu sẽ đưa Khang Vinh vào một giai đoạn mới. Cảm ơn sự tín nhiệm của ông. Cụ thể cách kiếm tiền như thế nào tôi không quan tâm, nhưng mà nếu Khang Vinh cứ tiếp tục thua lỗ như vậy thì đó là điều chúng ta không muốn. Vất vả cho ông rồi. Cảm ơn ông. Xin mời. Chị nghe được gì rồi hả? Hả? Anh nghe nói gì chưa? Tôi nghe nói rồi. Giờ chỉ còn mỗi giám đốc Phan. Lần này nhất định là ông ấy. Không ai xứng đáng bằng ông. Đang nói gì vậy? À, nghe nói hôm nay các cổ đông lớn tới, trước mắt quyết định để giám đốc Phan làm tổng giám đốc đó. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Có gì đâu mà tò mò. Chị cảm thấy hiện tại quá khắc nghiệt thôi. Tổng giám đốc Giang vừa mới, bên này lại... Lần này người được lợi nhiều nhất là giám đốc Phan. Đang nói lung tung gì đó? Tôi xin lỗi. Tôi không muốn nghe thấy những lời tương tự như vậy nữa. Hy vọng mọi người có chút đạo đức nghề nghiệp. Theo tôi tới phòng họp.
cuộc họp ngắn này là để xác định rõ công việc trước mắt và mục tiêu phấn đấu về sau. Bộ phận đầu tư của chúng ta lúc trước đều dưới sự lãnh đạo của Giang Tổng, chưa thực hiện đúng quy trình của bộ phận nghiệp vụ. Điều này ở những công ty chứng khoán khác hoàn toàn khác biệt. Có thể thấy được Tổng Giám đốc Giang rất coi trọng bộ phận này. Trước mắt, Khang Vinh đang rơi vào khủng hoảng. Mỗi bộ phận đều phải chịu đả kích rất lớn. Thành tích và giá cổ phiếu không phải nhắc tới, mọi người cũng đều biết rồi. Để có thể cứu vãn được Khang Vinh, không thể chỉ dựa vào bộ phận đầu tư, nhưng bộ phận của mọi người chính là chủ lực. Nói tôi biết về tình hình trước mắt đi. 3 tháng trước, chúng ta có 1 dự án chính là Tài Nguyên Đông Qua và 4 dự án nhỏ khác. Đồng thời hiện tại có 7 khách hàng. Nhưng sau khi dự án Đông Qua xảy ra vấn đề, ngoài 2 dự án thu mua đã hoàn thành thì những dự án khác đều phải tạm quản. Thái độ của đối tác rất là rõ ràng, đều muốn có kết quả dự án của Tổng Giám đốc Giang. Sáng hôm nay đã có kết quả, tôi nghĩ chúng ta rất bất lợi. Người khôn giữ mình, cách làm của họ cũng không có gì sai. Vậy mọi người không tiếp xúc với khách hàng mới sao? Bây giờ tất cả đồng nghiệp đều đang nghỉ phép, họ đều đang tìm kiếm hướng đi có tính khả thi hơn. Nhưng mà hiệu quả rất thấp. Tất cả khách hàng đều giữ thái độ dè chừng, thậm chí có người còn đục nước béo cò, gây thêm khó khăn cho việc thu mua nữa. Tổng giám đốc, khi công ty đang đàm phán dự án Tài Nguyên Đông Qua, chủ tịch công ty KC Hàn Quốc Park Dong Chun đã từng tới đây rồi. Ông ấy hy vọng có thể hợp tác với chúng ta. Tất cả tài liệu cụ thể tôi đều đã trình lên. Tài liệu tôi đã coi qua, lợi nhuận rất khả quan. Thế nào, có tiếp tục được không? Thật ra chủ tịch Park cũng giống như những đối tác bình thường khác thôi. Đối với tình hình hiện tại của Khang Vinh, chúng ta cũng sẽ có một chút dao động. Nhưng tôi hy vọng ông sẽ cho tôi cơ hội. Tôi sẽ đích thân tới Hàn Quốc trực tiếp đàm phán, ra sức lấy được dự án này. Thật ra sự hoài nghi của khách hàng đối với chúng ta, tất cả đều xuất phát từ những ảnh hưởng tiêu cực của dư luận. Nhiều năm qua Khang Vinh chưa từng phụ sự phó thác của bất kỳ khách hàng nào. Tôi tin uy tín này sẽ không dễ dàng bị hủy hoại. Nếu bây giờ chúng ta có thể đạt được một dự án thành công, đối với việc xoay chuyển cục diện sẽ có sự tác động mang tính quyết định. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Tôi đã liên hệ được với một khách mua người Mỹ, Điện tử Dục Long. Họ đã nói chỉ cần KC đồng ý, dự án thu mua này sẽ do chúng ta toàn quyền quyết định. Còn việc chia hoa hồng, chút nữa tôi sẽ trao đổi thêm. Được, rất tốt. Chuyện này giao cho cậu, tôi đợi tin tức của cậu. Hả? Nhân lực và tài chính của các bộ phận cậu có thể tùy ý điều động. Tôi nhớ đã từng nói với cậu, làm trong ngành của chúng ta, sự lựa chọn rất quan trọng. Tôi thấy rất vui vì cậu không từ bỏ dự án KC. Làm cho tốt, tôi tin ở cậu. Phan Tổng, thật ra tôi đã từng nói với ông, hy vọng bản thân có cơ hội theo ông đi học tập. Chỉ là không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy. Ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này, lấy cho được dự án KC. Có vẻ như dạ tâm của anh không nhỏ. Lúc trước tôi đã đánh giá thấp anh. Có một vài chuyện không giống như biểu hiện bề ngoài đâu. Và chiêu Mỹ Nam kế của anh diễn xuất cũng rất thành công. Xem ra anh sớm đã nắm chắc được dự án KG, vậy là thắng chắc rồi. Nhớ lại lúc chúng ta còn đi học, giáo sư môn tài chính đã từng nói, để một dự án thành công có tới 100 cách thức, cách nào cũng tốt cả. Khang Vinh đang rất cần một chiếc thuyền phá băng, còn anh lại rất cần một dự án để củng cố vị trí. Hai bên cùng có lợi, tại sao không thể giao dịch chứ? Bất luận là anh dùng cách gì, chỉ cần có lợi cho công ty, là cấp trên, tôi vẫn sẽ ủng hộ anh. Cảm ơn. Nhưng tôi thấy điều kiện mà đưa ra cho công ty Dục Long, bất luận là về thời gian
hay là tiền vi phạm hợp đồng đều khiến chúng ta rất bị động. Một khi vi phạm hợp đồng, hậu quả rất khó lường. Tình hình hiện tại của Khang Vinh nguy cấp thế nào chúng ta đều hiểu rõ. Nhưng tổng giám đốc của công ty Dục Long và chủ tịch của KC đều không phải người tầm thường. Trong thời điểm này họ không thừa nước đục thả câu là tốt rồi. Tại sao phải hợp tác với chúng ta? Nếu không phải tôi đưa ra điều kiện như vậy, tới cơ hội gặp mặt với công ty Dục Long e rằng cũng không có được. Yên tâm đi, tất cả những bất lợi đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Chỉ cần chúng ta không vi phạm hợp đồng sẽ không thành vấn đề nữa. Mong đúng như anh nói. Ê, vợ à, em tìm được chỗ này cũng khá quá đó nha. Đúng vậy, chỗ này sạch sẽ hơn nhà anh nhiều. Mỗi ngày em cho mẹ anh 300 tệ, nhà anh sẽ sạch hơn chỗ này. Là chỗ này à, mẹ cẩn thận mẹ. Được rồi, mẹ ngồi xuống đi. Ôi, cũng không tệ. Hiểu luôn. Dạ. Rất tốt, cảm ơn em. Ê, đâu có gì, đừng khách sáo, đây chẳng phải em gái cậu sao? Cậu thôi đi, đây là em gái của tôi đó. Tôi biết ghen đó nha. Được rồi, cảm ơn rất nhiều. Ngày sau sẽ báo đáp, cảm ơn. Có gì đâu, gả em gái cậu cho tôi chính là báo đáp tuyệt vời nhất rồi. Chuyện nhỏ. Ai, anh này, một ngày không nói mấy chuyện linh tinh thì sẽ ngột ngạt hả? Được rồi, hai người cũng bận rộn cả ngày, mau về nghỉ ngơi đi nha. Ngày mai còn phải lên lớp nữa, tạm biệt. Được, thì chúng tôi đi trước. Chị à, tôi con về đây. Hai đứa về cẩn thận, dạ, tạm biệt. Mẹ, mẹ coi chỗ này cũng được lắm đó. Có điện nước đầy đủ nè. Tuy không bằng nhà mình lúc trước, nhưng mà vẫn ở được. Mẹ yên tâm đi, chỉ cần tạm thời ở đây, đợi sau này con có tiền rồi, con nhất định sẽ con cho mẹ. Con nhất định cái gì? Con là con của mẹ, con có bao nhiêu bản lĩnh mẹ biết mà. Lúc nhỏ con thông minh biết bao nhiêu, những bài toán con vừa nhìn là biết giải hết. Con có năng khiếu, con có tài năng thiên phú mà người khác không có. Nhưng bây giờ thì sao? Được rồi. Mẹ muốn thông qua chuyện hôm nay, con phải sửa chữa sai lầm, phải học hành thật tốt, có biết không? Thiệt tình con biết rồi mà mẹ. Bà mẹ chỉ trông cậy vào con thôi. Con biết rồi. Mẹ, mẹ khóc cái gì vậy? Con nghe lời mẹ mà. Mẹ, mẹ, mẹ chỉ biết dựa vào con thôi, con biết không? Con biết rồi. Bởi vì mẹ không ngờ được gia đình lại trở nên như vậy. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa mà mẹ. Con biết rồi, con xin lỗi, là con sai. Bà coi gì vậy? Không có gì, toàn mấy thứ cũ kỹ đâu mà. Bà già rồi nên hay hoài niệm. Trễ rồi mà bà không chịu ngủ. Bà không khỏe chỗ nào hả? Bà đã tới tuổi này rồi nên cứ hay đau ê ẩm cả người. Mấy năm nay không phải đều như vậy sao? Không sao đâu hả? Bà bà đó, nếu bà thấy chỗ nào không được khỏe, bà nhất định phải nói với cháu. Biết rồi, cháu đừng có lo lắng quá mà. Coi cháu kìa, cả ngày đi làm thêm nhiều như vậy, còn phải đi học nữa. Cháu đúng là số khổ mà. Bà ơi, hóa ra cảm giác có mẹ là như vậy. Lại nói tào lao cái gì nữa vậy? Hả? Hôm nay bạn cháu gặp chuyện không may,
Mẹ của cậu ấy đã chịu một cú sốc rất lớn, nhưng trong thâm tâm bà ấy vẫn nghĩ tới con cái. Người bạn mà cháu nói không phải là cái tên nhóc hèn nhát đó chứ? Người ta có tên mà, hơn nữa người ta có chỗ nào hèn nhát đâu bà. Cháu đừng tưởng bà của cháu ở trong nhà cho nên không biết gì chuyện ở bên ngoài nha. Hôm nay ở trên truyền hình có phát sóng trực tiếp phiên xét xử bà nó đó. Giấy trắng mực đen người ta phán quyết rồi, rõ ràng là có tội mà. Được rồi, không cãi nữa. Nhưng mà tội không liên quan tới vợ con. Giang Diệm và mẹ của anh ấy đều vô tội hết. Với lại hôm nay cháu nhìn thấy dáng vẻ của mẹ anh ấy, trong lòng cháu rất buồn, cháu đau lòng lắm. Người ta nói quá đau không rơi lệ, xem ra câu nói này rất đúng. Cái con bé này không biết ăn cái gì khôn lớn mà lòng dạ lại yếu mềm như vậy hả? Sao cháu mà không giống tính bà chút nào hết, yếu đuối quá hả? Cháu làm sao mà so sánh với bà được chứ? Bà là ai hả? Là người phụ nữ rất vĩ đại đó. Lại nịnh bà nữa rồi. Có đói chưa? Trong bếp có bánh đậu xanh đó. Bà lại mua ở chỗ cũ phải không? Đúng rồi, vì chỗ ấy vừa rẻ lại vừa ngon mà còn thơm nữa. Bà ơi, bà coi, bà muốn cháu phải nói sao đây? Chân bà đã không khỏe, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cháu trù éo bà. Dám trù éo bà hả? Cháu không có trù éo bà đâu. Bà hả? Bà phải vì cháu, vì cháu mà nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Cháu thì sau này sẽ đưa bà đi du lịch khắp Nam Bắc, ăn hết đặc sản các vùng luôn. Cháu đi lấy bánh cho bà nha. Đi đi, mau đi đi hả? Anh nấu ăn ngon quá. Cảm ơn em. Em cảm thấy hôm nay tâm trạng anh cực kỳ tốt. Lần trước không để em đoán cổ phiếu giùm anh đúng là một quyết định sai lầm. Hả? Anh nói vậy là sao? Vì giác quan thứ sáu của em thật sự rất chính xác. Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì mà khiến anh vui như vậy hả? Ngày đi du học của em cũng sắp tới rồi. Em cũng cảm thấy vui sao? Anh thiệt là đáng ghét đó. Anh muốn sai em tới như vậy sao hả? Làm gì có. Nghĩ đi, em về Hàn Quốc hoàn thành luận văn, việc học đại học của em coi như kết thúc, và em có thể thực sự sống cuộc sống mà em thích rồi. Anh phải thấy vui giùm em chứ. Đi học vẽ, trở thành nhà thiết kế là ước mơ từ nhỏ của em. Nhưng cũng chính vì chuyện này mà không ít lần cãi nhau với ba. Nhưng mà em cảm thấy ước mơ có thể thay đổi. Xem ra công chúa nhỏ của anh lại có kế hoạch gì mới rồi. Thật ra người Hàn Quốc tụi em hay nói, thiên chức lớn nhất của người phụ nữ chính là ở nhà chăm chồng dạy con. Từ trước tới giờ em luôn nghĩ đó là chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, rõ ràng không hề công bằng chút nào. Nhưng gần đây thì ngược lại, em thấy vậy cũng đúng, gia đình mới là quan trọng nhất. Ý gì vậy? Anh là một người thông minh, em biết anh sẽ hiểu ý của em mà. Anh hiểu rồi. Tiểu công chúa sắp trở thành một cô gái, em cứ thực hiện ước mơ của mình. Anh sẽ đợi em. Dù sao tuổi xuân chỉ có một lần, anh không muốn em hối hận. Được rồi, được rồi. Không đi nữa, không đi nữa được chưa? Thật ra bây giờ, bất kể là em đi thực hiện ước mơ hay là ở lại bên anh, thì việc trước mắt là phải giúp ba em xử lý xong dự án của KZ đã. Chuyện kinh doanh em không hiểu lắm. Có điều em nghe bạn bè nói là tổng giám đốc của anh bị kết án rồi. Đối với chuyện này ba em rất chú trọng. Ba em là người rất truyền thống, cũng rất bảo thủ nữa.
Em sợ là ba em sẽ không hợp tác với các anh. Em đừng nghe theo mấy lời đồn đại. Thật sự chuyện này là quan hệ cá nhân của Tổng Giám đốc Giang, hoàn toàn không liên quan tới công ty. Em về nói với ba em, chuyện của KZ, anh đã giúp ba em tìm được người mua. Chỉ cần ba em đồng ý, việc thu mua có thể lập tức tiến hành. Nếu như sự việc thuận lợi, anh sẽ nghe theo quyết định của em. Sau này tất cả mọi việc đều sẽ do em làm chủ. Có thiệt không anh? Anh từng nói dối em chưa? Được rồi, em mau ăn đi. Ừ. Anh ơi, anh ơi. Gọi tôi hả? Dạ, phiền anh tới đây xác nhận một chút. Tiền thuê phòng của anh ngày kia là tới hạn rồi. Anh có muốn thuê tiếp không? Đương nhiên. Nhưng mà ở đây có cho thuê phòng theo tháng không? Dạ có. Tiền thuê phòng sẽ được giảm 15% trên mức giá hiện nay. Vậy thì thanh toán một lần thì sao? Một lần thì phải nộp 80% đó. Ơi, chị thiệt là. Giảm thêm cho tôi nữa đi. Xin lỗi nha, đây là giá thấp nhất của chúng tôi rồi. 6.120 tệ. Trời ơi, anh tính nhanh thiệt đó. Chị có thể cho tôi suy nghĩ thêm được không hả? Được. Cảm ơn rồi, chị. Anh cứ suy nghĩ. Nếu như có yêu cầu gì cứ gọi đường dây nóng gặp tôi. Dạ được. À, nếu như tôi... Mẹ, con mua về rồi, mau ăn thôi. Sao giờ này con đã về rồi? Con đi học chưa? Học rồi mà. Học xong con về nhà liền. Ờ, vậy hả? Học xong rồi hả? Dạ. À, học xong rồi thì tốt. Mẹ sao vậy? Ngồi xuống đi. Mẹ sao vậy mẹ? Hai ngày nay tâm trạng mẹ không tốt, khiến con sợ rồi có đúng không? Lúc con đi ra ngoài có mang theo tiền không? Mẹ lo lắng quá rồi. Con không sao đâu mẹ. Con đã phát hiện trong túi áo mẹ vẫn còn một ít tiền. Mai mà ba con đã nói với mẹ, dù là những lúc bình thường trong túi trong cặp vẫn nên để ít tiền để phòng bất trắc. Về ăn cơm xong, chúng ta tới nhà một số người bạn của ba con, xin họ giúp đỡ chúng ta thử coi. Không cần, con đã có cách rồi. Đừng ngang bướng, phải nhờ ai đó giúp đỡ chứ, tiền đâu mà con đi học. Mẹ vẫn còn chưa nhìn rõ đám bạn đó hay sao? Từ khi nhà mình xảy ra chuyện, ngoài chú Phan còn có ai tới thăm chúng ta? Có ai quan tâm chúng ta không? Nếu chúng ta tới kiếm họ, chẳng phải để người ta cười mình à? Đạo lý cây đổ bầy khỉ tan thì ai cũng biết. Nhưng dù sao đi nữa, trước đây ba con cũng từng giúp họ mà. Dù thế nào họ cũng sẽ nể mặt chúng ta. Thôi mẹ đi, mẹ đi tìm họ. Mẹ hãy ở nhà đi bà. Ăn uống giữ sức khỏe giùm con hả? Để con đi cho. À, còn một chuyện, con đừng tới chỗ chú Phan nữa. Mấy hôm nay vì chuyện công ty, chú ấy cũng đủ phiền não rồi. Đừng gây thêm phiền phức cho người ta ha. Mẹ ăn cơm đi. Con đi tìm họ thử coi sao. Tổng, bên ngoài có anh Giang muốn gặp ông ạ. Anh Giang à?
trông như thế nào? Con trai tổng giám đốc Giang. Con của sao Chổi à? Để cậu ta vào. Chú khỏe không? Không dám. Công tử Giang có chuyện gì mà tới đây? À, cháu thường nghe ba cháu nhắc tới chú lắm. Nói chú trọng tình trọng nghĩa cháu chị. Ồ, không cần những lời khách sáo như vậy. Không cần khách sáo đâu ha. Dù có tình nghĩa thế nào cũng không sánh bằng thủ đoạn của ba cậu ha. Cậu coi nè, cậu coi tôi thua lỗ bao nhiêu rồi. Cậu cứ nói thẳng đi, hôm nay cậu tới rốt cuộc là có chuyện gì hả? Nói đi. Chú Như, là như vậy, vụ án của ba cháu đã xử xong rồi, cháu và mẹ cháu gặp chút khó khăn, muốn nhờ chú giúp. Khó khăn à? Dạ. Cháu trai à, cậu không hiểu thế nào mới là khó khăn sao? Cậu biết coi biểu đồ không? Cậu nhìn vào chỗ này, tôi dạy cậu. Đếm thử coi, có bao nhiêu số không? Đây là số tôi bị thua lỗ, không phải là kiếm được. Đây đều nhờ vào ai bán cho. Cậu còn mặt mũi tới đây nói khó khăn với tôi? Phải. Tổng giám đốc Giang đã giúp tôi lúc tôi gặp khó khăn. Nhưng cậu có biết mấy tháng nay Khang Vinh khiến tôi thua lỗ bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tình nghĩa cũng đều trả hết rồi. Bây giờ cậu còn đòi tiền tôi? Tôi không đòi tiền của cậu là may rồi. Bây giờ ba cậu Tiêu Tùng, chúng tôi cũng đen đuổi theo. Theo lý mà nói tổn thất này nên tính lên đầu các người đó. Nếu hôm nay cậu đã tới đây rồi hả, tôi không cho thì cũng không được. Vậy đi, cậu tới phòng tài vụ bên đó, đi nhận 2.000 tệ hả, không cần phải trả. Đi. Cảm ơn chú Dư. Đừng khách sáo. Có điều tiền kẻ vong ân bội nghĩa, tôi thật không dám nhận. Cái đồ hỗn láo, đúng là không biết điều. Alo, anh La hả? Đúng, cậu ta tới rồi. Yên tâm, đều làm theo những gì anh dặn. Anh coi số tiền đó. Phải. Đúng. Cảm ơn anh. Uống cái này sao? Anh ta chỉ có thể uống cái này thôi. Cảm ơn. Sao vậy? Hạ Băng không cho cậu uống rượu. Mà cậu nói đi, hai ngày nay xảy ra chuyện gì mà không tới lớp vậy? Đi học cứ tới giờ điểm danh là hai đứa tôi phải phân thân đó. Phúc Vũ. Dạ, tới liền. Nói cho cậu biết, nhiều lúc tới lớp một mình tôi đóng hai vai tôi và cậu, tôi cảm thấy sắp bị tâm thần phân liệt rồi. Sau này đừng giúp tôi nữa, vô nghĩa. Sao vậy? Tương lai của chúng ta chính là chinh phục đỉnh Everest. Chúng ta không thể bị khó khăn trước mắt đánh bại. Hả? Đúng rồi, cậu nói chuyện này mới nhớ. Tôi quên nói cho cậu biết, cuộc thi thể thao lần này tôi không muốn tham gia. Cậu nói cái gì? Tôi không muốn tham gia nữa, không thú vị gì hết. Cậu tưởng đây là trò đùa hả? Cậu nói không tham gia là không tham gia sao? Nhất Phi, sao anh lại to tiếng với anh của em vậy? Em đừng có xen vô. Tôi nói cậu nghe Giang Diệm, chúng ta có thể tiêu cực một chút không sao. Chúng ta cũng có thể mắng chửi xã hội. Nhưng cậu từng coi cuộc leo núi này như mạng sống của mình, mạng cũng không cần sao? Khoan đã,
Sao em nghe không hiểu gì hết? Cái gì mà không cần mạng, ý là sao vậy? Anh của em tiền đồ lớn rồi, nó không tham gia thi đấu hả? Đúng là điên rồi. Anh đừng có trách móc nữa. Không thấy tâm trạng của anh không tốt sao? Anh của em rất thích leo núi, rất thích tham gia thi đấu, đúng không anh? Em gái à? Anh nói thật với em á, anh thật sự cảm thấy chuyện này rất buồn chán, rất không ý nghĩa, anh không muốn tham gia. Giang Diệm, đừng để tôi coi thường cậu. Tôi luôn coi cậu là một người đàn ông. Sao vậy? Cái gì mà thất vọng không thất vọng? Tụi cậu bất mãn lắm hả? Thất vọng thì sao? Tôi đã thất vọng với cả thế giới rồi, vậy quan tâm chuyện này làm gì? Nói chuyện cứ như thơ á. Được, vậy cậu cứ tiếp tục ngồi đây ôm bầu tâm sự đi. Tôi phải ra cửa hàng đây. Tôi phải có cuộc sống hạnh phúc của mình. Giờ yêu, em ở đây với anh em tiếp tục thất vọng với thế giới đi. Thôi em còn phải viết luận văn mà. Trời ơi, hai người đừng ồn ào nữa. Mau đi đi, tôi không muốn nghe gì nữa hết. Tôi chúc hai người phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đi đi, tôi thật sự không sao mà. Đi giùm đi. Đi, chúng ta không chơi với người không có tiền đồ. Anh à, anh cố lên nha, mọi chuyện nó sẽ ổn mà. Nhất Phi à, anh nói coi chúng ta đi như vậy có phải là không nghĩa khí với anh em không? Còn nghĩa khí sao nữa đây? Cái miệng anh nói cũng sắp mòn rồi. Mùi vị của người có tiền từ trên cao bị rơi xuống vực thẳm chúng ta chưa từng trải qua. Chi bằng thực tế đi. Thực tế cái gì? Nè. Cái gì đây? Nhất Phi à, anh phát tài rồi hả? Phát tài cái gì? Anh xin của bà anh đó. Anh suy nghĩ rồi, Hạ Băng nói cũng đúng. Tìm người làm bài hộ là không đúng. Nhưng em có tình trạng cậu ấy viết luận văn, leo núi còn không có tâm trí nói gì học hành. Chúng ta phải làm sao giúp cậu ấy? Được, em cảm thấy chuyện này anh làm rất đúng. Vậy mới nói, vợ à, muốn tìm một người đàn ông đích thực thì phải tìm anh hả? Bất luận ngoài kia có phong ba bão táp, anh cũng không sợ. Ừ, có điều em thấy cái miệng này của anh quá sắc bén rồi. Anh đang nói thiệt đó. Có tiền không hạnh phúc đâu. Em nói coi, trước đây chúng ta không hề giàu có nhưng vẫn rất vui vẻ. Thấy chưa, cuối cùng cũng thừa nhận mình nghèo kiết xác. Anh công nhận hiện nay chúng ta có hơi nghèo một chút, nhưng em đừng lo lắng gì hết. Nhà thì đóng cọc ngay đó rồi hả? Không chạy đi đâu được. Vợ yêu yên tâm đi mà. Ngày nào mà anh không nói xạo với em thì anh không phải họ Tiêu. Cái này mới thực tế nè. Tiền này em không được dùng đâu. Làm gì vậy? Đang ảnh kết bạn trên mạng. Biết. Đưa rượu cho tôi không? Không đưa. Phải rồi, hôm nay tôi giúp thư viện sắp xếp tập san, đọc được một bài phỏng vấn về anh. Về tôi? Bài nào? Là bài báo lúc anh học năm nhất đã giành quán quân của cuộc thi liên hợp, giúp trường lần đầu tiên giành được cúp. Tôi đã đọc được bài phỏng vấn đăng trên báo. Anh hùng không nhắc chuyện cũ, chuyện xưa rồi. Trước đây tôi thật sự không hiểu. Anh nói một bức tường bằng phẳng như vậy, tại sao phải gắn những cục nhựa đó lên? Sau đó còn có người liều mạng cố leo lên trên đỉnh. Anh nói lãng phí sức lực thì có ý nghĩa gì? Có điều hôm nay tôi biết rồi. Môn thể thao mạo hiểm này đòi hỏi sự cố gắng, tinh thần bất chấp tất cả, cũng là thái độ quyết tâm hồi sinh từ chỗ chết. Nè, khi đó anh nghĩ cái gì mà trả lời phỏng vấn hay tới vậy hả Giang Diệm? Lúc tôi học trung học á, coi được một bản tin trên TV. Một nhà ba người vì tai nạn xe, ba mẹ đều chết. Cậu bé đó mất đôi chân, lẻ loi một mình. Ngay cả một thân thể lành lặn giống như những người bình thường, cậu bé cũng không có được. Sau đó cậu bé cũng dần dần trưởng thành và cảm nhận được ánh mắt kỳ thị, sự bất công thành kiến của xã hội. Cậu ấy vô cùng đau khổ và thậm chí từng có ý muốn đi theo ba mẹ của mình nữa.
Nhưng bỗng nhiên có một ngày, trên một tờ báo, cậu ấy nhìn thấy một ngọn núi vô cùng đẹp. Cậu ấy nghĩ nếu như có một ngày tôi có thể leo lên ngọn núi đó, ngắm nhìn phong cảnh trên núi coi thế nào thì hạnh phúc biết bao. Rất nhiều người đều khuyên cậu ấy đừng có đi, vì cho rằng cậu không làm được, không thể làm được. Mọi người đều không tin, nhưng cậu ấy thì ngược lại, quyết tâm làm cho được. Sau này chính cậu bé đó đã trở thành người đầu tiên chỉ dựa vào nửa thân trên leo lên núi Ngũ Thạch. Trên núi cậu ấy đã nói: đừng coi thường tôi không có chân, bởi vì tôi đã đạp cả ngọn núi ở dưới chân của mình. Anh không thấy là so với cậu ấy anh còn may mắn hơn nhiều sao? Sau này tôi mới biết đều là lừa gạt thôi. Một khi đã vấp ngã thì đừng mong có chuyện đứng dậy. Trước nay tôi chưa từng thấy một đứa trẻ tập đi bị ngã, mà sau này không thể đi được đó. Cô xin nghỉ phép giùm tôi nha. Sao cậu lại tới đây? Tôi tới chơi với cậu. Tôi có vài lời muốn nói. Nếu mà an ủi tôi thì không cần đâu. Tôi không muốn nghe. Không phải. Vậy chứ là gì? Nhân Diệm, cậu có nhận ra thành phố này đã khác so với trước kia không? Không có. Con đường đó trước đây nó rất tối, giờ thì đèn đuốc sáng rực, rất đẹp. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, tới đèn neon ông trông như thế nào tôi cũng không biết, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Nhưng dù cho có tưởng tượng thế nào cũng không hình dung được hình dạng của nó. Đúng vậy. Trải qua rồi mới biết cái gì là tưởng tượng, cái gì là sự thật. Tôi vẫn nhớ lúc tôi thi đầu đại học, mọi người trong thôn còn vui mừng hơn cả người nhà. Trưởng thôn còn mở tiệc chúc mừng. Những người sống cách thôn vài chục dặm cũng tới chúc mừng tôi, để coi người thi đỗ đại học là ai. Lúc còn nhỏ, tôi không biết gì cả, chỉ biết đi học thôi. Nhưng mà tới khi tôi vào đại học thì tôi mới biết là mình không giỏi giang tới vậy. Tôi vẫn nhớ tiết học tin học đầu tiên, tới nút nguồn bật máy ở đâu mà tôi cũng không biết nữa. Cậu ngốc thiệt đó. Lúc đó tôi cảm thấy thành phố rộng lớn này và ước mơ của tôi xa vời thế nào. Có nhiều lúc tôi rất muốn bỏ cuộc, tôi muốn về nhà. Cho tới khi gặp được cậu,